Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay Cẩu Vàng sẽ mang đến cho anh em một cái tựa game mobile cũng khá là thú vị, có tên gọi là Ultraman Legend Hero. Thì đây là một cái game nói chung là anh em nào mà là fan của Ultraman thì mình nghĩ là sẽ không còn quá xa lạ với nhân vật này nữa. Thì bây giờ thì có một cái tựa game mobile về cái nhân vật gọi là siêu nhân Nhật Bản này. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành trải nghiệm game. Game này thì mình đã tải bản Android và mình đang chơi bằng giả lập. Thì anh em nào muốn chơi thì có thể ấn vào đường link phía dưới để tải game. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game. Đó, anh em thấy không? Đây là phần cốt truyện của cái game Ultraman này. Đấy, nhìn kiểu đúng kiểu siêu nhân Nhật Bản luôn. À, nhân vật chính của chúng ta này. Thật ra thì mình không phải là fan của Ultraman nên là mình cũng không biết nhiều về cái nhân vật này đâu. Nên là chẳng qua thấy game hay hay thì tải về giới thiệu cho anh em xem thôi. Đấy, nên có gì nếu mà nói sai thì anh em thông cảm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào game. Rồi, chúng ta sẽ dùng có một cái phím điều hướng này. Mình sẽ thiết lập phím ảo một chút. Đấy, mình đang rơi bằng giả lập. Game này chơi bằng giả lập thì rất là mượt. Nó cũng khá là nhẹ thôi. Game này thuộc thể loại ARPG. Nhập vai hành động đấy. Đây, bắt đầu sử dụng các phím kỹ năng này. Đấy, tung kỹ năng. Nó đánh theo dạng non target. Đấy, nhưng mà thực ra nó là non target nhưng các bạn ấn vào nút đánh thì nó sẽ tự động tìm mục tiêu cho anh em. Đấy, các bạn thấy không? Thì, thao tác cũng khá là dễ thôi. Rồi, đánh boss này. Ultimate skill. Đấy, chiêu cuối. Đấy, mình cả đống kỹ năng luôn này. Uầy, tung hai chiêu chết luôn rồi. Tóm lại là game này là game siêu nhân này anh em ạ. Siêu nhân Nhật Bản. À, chúng ta sẽ có bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm. Các tối đa 3 nhân vật ra chiến đấu đi phải. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành thi đấu vượt ải. Đấy, rất là quen thuộc thôi. Đúng rồi, tức là trong game này các bạn có thể đổi qua đổi lại những cái nhân vật để chiến đấu. Đấy, rất là hay. Thật ra cái cách chơi của game này nó không mới đâu, quá quen thuộc với dòng game. Cái game này gọi dòng game mà nhập vai thẻ tướng kết hợp thể loại hành động chiến đấu, các bạn có thể đổi qua đổi lại các nhân vật với nhau. Đó, anh em thấy không? Và đổi khi mà đổi như này thì các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian delay nhất định, chứ là phải chờ mới có thể đổi lại tiếp được. Đó, rất là hay. Game này là các mình để ý của game này có một cái hay nữa là game này sẽ có hai cái cơ chế di chuyển. Một là các bạn dùng cái phím unlock ảo này, nó rất là quen thuộc. Đấy, thấy không? Hoặc là dùng cơ chế là chạm trên màn hình nếu các bạn chơi bằng điện thoại. Đấy, tùy. Nhưng mà nếu mà mình chơi giải là mình sẽ chơi bằng cái thì analog này, nó sẽ dễ chơi hơn rất nhiều. À, mình đổi nhân vật này. Đấy, đổi lại Ultraman. Game này thì cũng auto nha. Auto thì nó sẽ mở sau màn thứ
màn 9 của chương 1 hoặc là các bạn lên VIP 2. Game của VIP bùng luôn. Ui, một trưởng đi luôn ạ, mạnh vãi. Đúng là kiểu đang chơi cái map đầu tiên ấy, nó khá là dễ. Rồi, nhận thưởng. Game này thì dạng theo dạng vượt ải các thứ thôi, thì các bạn có thể thắng ở vượt ải. Cũng nói chung là cách chơi thì cũng không có gì mới đâu anh em ạ. Chẳng qua là các bạn nào mà fan của Ultraman thì sẽ thích cái game này. Đấy, mình kéo ra. Mình có con từ thứ ba rồi. Ở đây chúng ta sẽ rất là nhiều nhân vật Ultraman này, anh em thấy không? Và mỗi nhân vật nó được chia hạng cấp bậc. Đấy, S, 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 B. SS là cao nhất thì phải. Lớn nhất là hình như là ui. À đâu, cao nhất là M này. Nếu mình không nhầm, M đỏ, màu đỏ luôn này. Đó. Chúng ta sẽ có rất là nhiều nhân vật. Đấy, nhận phần thưởng, đây là phần thành tựu. À, chúng ta sẽ tiếp tục đánh nhá. Ban đầu thì game này nó cũng chỉ đi đánh phó bản, mấy cái phó bản đánh dần lên thôi. Đấy, mình đã có 3 nhân vật rồi. Ui, nhận tiền này. Ô, chiêu con này mạnh phết, kiểu đẩy tường rồi hút khủng các thứ. Đổi nhân vật này. Ú, xôi. Đây, như kiểu quải giáp lửa các thứ luôn này. Đấy, con nhân vật mới mình vừa lấy được ấy. Bật lửa thiêu đốt hỏi luôn. Đây là anh Ultraman chính gốc của chúng ta. Đấy, mỗi nhân vật này nó sẽ có khoảng delay nhất định, thì các bạn phải tính toán sao sử dụng cho nó hợp lý đấy. Nói chung là cái map đầu này nó khá là mấy cái đầu này nó khá là dễ. Ui, tự đánh nhau à? Nói chung là mấy bắt đầu khá là dễ thôi, chưa có gì cả. À, nhìn Ultraman. Ultraman thực ra mình cũng chưa xem nhiều đâu, mình chỉ biết qua kiểu thỉnh thoảng thấy trên mạng khoe nhiều bạn thích Ultraman thôi. Mình thì không phải fan của Ultraman, thế là thật ra thì tôi cũng không yêu thích nhân vật này lắm. Nhưng mà thấy game này hay nên là tải về trải nghiệm cho anh em xem, thì bạn nào mà thấy fan của Ultraman có thể chơi game này. Cũng khá là sao nhỉ, cũng được. Thực ra cách chơi như mình nói là không có gì mới cả. Game như này nó nhiều quá rồi. Chẳng qua là fan của Ultraman sẽ thích cái tạo hình nhân vật, vì cái nhân vật mình yêu thích nó sẽ có mặt trong cái game này. Những cái nhân vật Ultraman của bạn sẽ xuất hiện trong cái game này. Mấy cái thùng này các bạn nhớ đập nha, để lấy vàng, xu, không biết làm gì nhưng mà cứ lấy thôi. Boss này. À, nhìn ngầu phết. Bắt đầu trâu hơn nhưng mà không sao. À, các bạn đổi qua đổi lại giữa các nhân vật để tạo combo cũng được phết đấy. Ba sao đấy, chơi thì cố gắng được 3 sao nhá, sẽ thưởng nhiều hơn.
Đấy, ngoài nói chung là game này có hai cái chế độ chơi là đấu thường. Rồi đánh tiếp nha. Nó bị làm sao này? À nó đang bật ra cái cửa sổ gì đó. À xem quảng cáo. Xem quảng cáo để lấy thêm phần đổi mua thưởng. sắm trực tuyến mọi lúc Chết mọi rồi. nơi với ứng dụng mua sắm trên di động game này dễ dàng tìm kiếm và khám phá các nó bắt xem quảng cáo để nếu bạn có thắc mắc về thưởng rất là nhiều sử dụng tính năng cho anh em đợi đi trao đổi trực tiếp với người bán mình lỡ ấn vào nên nó bắt xem quảng cáo cày dã man đảm bảo chính sách này bảo đảm tiền của bạn sẽ chỉ được trả cho người bán sau khi bạn nhận được sản phẩm đã mua còn chân chính bà là bà là bà là hưởng niềm vui mua sắm an toàn cùng Shopee ngay hôm nay tại ứng dụng Shopee về điện thoại của bạn ngay. Rồi tắt phát game này là các bạn sẽ nói chung là anh em cũng nên xem quảng cáo để hỗ trợ đội ngũ phát triển tí cũng được. Ô, xong đánh được cái này nhỉ. Ủa xong chơi được nhỉ. Story mode này. À, tôi đã đánh chương 1-4 đâu. Nhầm. Thả nào kỳ ấy. Ủa, cái gì này? Uầy, hiệp sĩ 7 màu à? Ủa đẹp vừa lờ các ông ạ. Đẹp quá. Đây là nhân vật nào nó cho mình dùng thử. Đấy, nó dụ mình mua hàng đấy. Và con nhân vật
thậm chí có đổi form luôn này. Wow, con này có hai form liền. Ui, tướng 6 sao khác anh em ạ, tướng hàng khủng khác luôn. Ui, vãi lều. Bộ con này giống kiểu flash này. Đấy, đẹp dã man luôn. Né như thật vậy. Ui, một hit thì đi luôn. Khỏe ra man anh em ơi. Ui, được đấy, được của nó đấy. Anh em chơi cố gắng kiếm được cái con 7 màu này, hiệp sĩ 7 màu dã man. Legendary Ultraman of Multiform Combat Switch 1 đô. Wow, chỉ có 1 đô thôi anh em ạ. Đấy, các bạn có thể bỏ ra 1 đô để mua. Cấp SS. Wow, đúng là khủng gác. Kinh dã, đẹp, vừa đẹp lại vừa khỏe ấy. Hay có càng lý hại được đối thủ mà. Nâng sao. Ồ, game có nâng sao luôn anh em ạ. Rồi mình sẽ đánh tiếp theo, cứ đánh nhá, đánh liên tục để xem có cái gì hay ho nữa không. Về cơ bản thì game cũng khá là dễ chơi thôi. Rồi đấy, mất cái con tướng hàng khủng rồi, bây giờ mình phải đánh mấy con cùi bắp này. Quả ấy vừa combo hơi fail rồi. Đổi nhân vật đánh nó sướng. À, Ultraman này chủ yếu là cận chiến thôi anh em ạ. Ui, boss này. Ui, xấu dã man. Nhưng mà đấm hai hit là chết rồi. Easy nhỉ. Nói chung là mấy cái map đầu này nó khá là dễ thôi, mấy cái phó bản đầu ban đầu này cực kỳ dễ luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với tính năng gọi là tính năng nhân phẩm. Ở đây các bạn có thể xoay ra những cái tướng hoặc là mảnh tướng mới đó, tùy thuộc anh em thôi. Complete. Đây, ví dụ ở đây mình đã có quay được. Đây, có thể nó cho chơi thử luôn này. Một điều rất hay ở game này là nó cho các bạn dùng thử cái nhân vật của mình. Đó. Để thấy các bộ kỹ năng của con này. 5 kỹ năng liền. Ủa. Đẹp dã man anh em ạ. 6 sao khác. Rồi, đấy, các bạn có thể vào xem thử các cái nhân vật của mình nó như nào nhá. Một cái tính năng mình nghĩ là rất hay của game này. Gọi là Free Child. Gọi là chơi thử ấy. Rồi chúng ta đến một cái hoạt động mới là khiêu chiến boss. Đấy. Ngoài vượt ả bình thường ra, cốt truyện ra thì các bạn có thể đánh khiêu chiến từng con boss một để nhận thưởng. Ê, cái này giống kiểu trong phim này. Cũng kiểu Ultraman bảo vệ thành phố này. Đấy. Đông ấy nhở. Có
bắt đầu khó, cái này khó hơn là đánh cốt truyện bình thường đấy. Bao giờ mới đến boss này? Ôi đúng đấy. Phải đổi liên tục luôn. Ôi khó đấy, bắt đầu khó rồi. Rồi, boss đây rồi. Kiểu Godzilla ấy nhỉ. Godzilla đấy. Godzilla, ôi. Khó thế, tính nào. À, game nó phải khó khó một tí này, đánh với vui này. Gonza, con này tên là Gonza. Nhưng mà nhìn là mình liên tưởng đến Godzilla. Ôi nó bỏ chạy à? Chạy với chúng tôi nè. Ui gần chết rồi. Đổi đồ người, đổi người. Chết rồi. Khỏe quá, đấm gần chết mình rồi. Ôi may quá, thắng rồi. Khó thật đấy, bắt đầu khó khó rồi đấy. Được có 2 sao vì chết mất một thằng. Đấy, mình sẽ được những cái mảnh nhân vật, hình tướng rồi nguyên liệu gì đó. Nhận thưởng này. Lắp trang bị này. Đấy, nâng cấp vũ khí. Tăng lực chiến. Đấy, nói chung là game này, tóm lại thì game nó cũng không có gì đâu anh em ạ. Khá là dễ chơi thôi. Chủ yếu là các bạn nếu mà chơi game này thì cần biết một chút tiếng Anh. Đấy. Một chút thôi, bởi vì game thật ra tiếng Anh cái khá đơn giản. Toàn cái từ khá đơn giản mà nó cũng gameplay play nó không hack não gì cả. Khá là dễ chơi thôi. Đây nó lại cho thử nhân vật mới này. Ui, nhìn đẹp dã man. Này làm mình liên tưởng đến con Venom ở trong của Spider-Man ấy. Ui. Đẹp các bạn ơi. Nói chung mà mình game này mình rất thích nhất là cái phần thiết kế nhân vật đấy, rất cực kỳ ấn tượng. Nó lấy toàn bộ nhân vật trong Ultraman ra luôn. Đấy, mình thử bộ các cái bộ kỹ năng cho anh em xem, thấy không? Đẹp không? Đây, vào đánh boss này. Ôi dằm bà con này sợ gì như này. Ui. Đấy á. Ba đánh 2 chiêu đi luôn. Khỏe nhỉ. Nhìn ngầu ngầu. Phải tôi phải công nhận là ngầu luôn. Úi xồi. Thôi 108 đô. Ui đắt thế. Đắt thế sao chơi anh ơi.
Rồi đánh thêm để xem còn gì không. Nãy giờ thì là chủ yếu là đi phó bản cái sân bot thôi mà chưa không biết là có PvP cái thứ không. Đánh mấy con khỏe khỏe xong rồi đánh mấy con yếu này cảm giác đúng là kiểu yếu đuối dã man luôn anh em ạ. Đánh bot thì đổi người. Rồi. Đấy, đấm chạy cũng được. Băng này là cái gì? Một hit chết luôn này. Đấy, bỏ đây rồi. Easy nhỉ? Nói chung là mấy con boss này easy quá. Chỉ có lúc đấy là đánh cái Chiêu chiến boss kia nó mới khó thôi. Còn mấy cái con boss có chuyện ban đầu này khá là dễ. Đây là điểm gì? Nâng cấp cái thẻ bài gì đó thôi, cái này mình không rõ đâu, cái quảng cáo nhiều thế. Đấy, tóm lại thì mình vừa làm một cái video trải nghiệm nhanh cái tựa game Ultraman này, thì nói chung anh em xem video thì cũng thấy được cái độ họa gameplay trò này rồi. Thì game này là một game 3D có độ họa mình cũng nghĩ cũng thuộc dạng trung bình thôi cũng được. Thế nhưng mà mình thích nhất là cái phần tạo hình cái nhân vật Ultraman trong game này cực kỳ thích mắt luôn, cực kỳ đẹp, hiệu ứng cũng rất là đẹp. Thì nói chung là bạn nào mà fan của Ultraman mình nghĩ sẽ là sẽ cực kỳ yêu thích đấy, không chỉ các cái Ultraman mà có cả con quái vật nữa, rất là ngầu, đẹp, đẹp thật, thiết kế nhân vật rất là đẹp. Thì bạn nào mà fan của Ultraman sẽ rất là yêu thích cái game này, thì anh em có thể tải game chơi thử nhá. Rồi, như vậy mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của Cậu Vàng. Em nào mà thấy hay để like, share, chia sẻ đến bạn bè mình nhá. Ngoài ra đừng quên ấn vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh Tốc Game Online nha. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh em những cái tựa game mobile hấp dẫn hơn trong thời gian sắp tới. Đấy, có game nào hay là tôi tải, tôi làm video giới thiệu cho các ông luôn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.